Xin chào đại gia đình nhà Kiến, một tuần mới đã đến và giờ chính là lúc chúng ta cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật đã diễn ra trên toàn hệ thống trong suốt tuần qua. Vinacool Morning trở lại đầy sức sống sau thời gian lên đà. Thực hiện tiêm bổ sung vaccine phòng Covid-19 cho một số anh chị em công tác tại khu vực Thanh Trì và anh em lái xe miền Bắc. DC Thanh Trì tiến hành test Covid lần 4 cho kết quả âm tính. Chương trình gửi yêu thương đến lực lượng tuyến đầu, trao tặng những món quà vô cùng ý nghĩa đến anh em thủy thủ. Đêm 18 tháng 8 vừa qua, tàu Vinacool Morning đã được hạ thủy sau gần một tháng lên đà với sự chăm sóc kỹ lưỡng của nhiều bộ phận. Ngay sau khi hạ thủy thành công, Morning Vinacool đã thực hiện những chuyến hàng đầu tiên rất thuận lợi và suôn sẻ trong sự phấn khởi của tập thể anh em Vinacool Morning nói riêng và tập thể VTB nói chung. Với sức khỏe được cải thiện đáng kể sau quá trình lên đà, Vinacool Morning đã sẵn sàng cho những chuyến hàng đầy ắp, đặc biệt là giai đoạn cuối năm sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuần qua, Vinacool đã thực hiện tiêm bổ sung vaccine phòng Covid-19 cho 43 anh chị em đang công tác tại khu vực Thanh Trì và anh em lái xe miền Bắc, những người vắng mặt trong đợt 1. Vaccine được sử dụng trong đợt này vẫn là của hãng AstraZeneca. Tất cả anh chị em tham gia tiêm đợt này đều ổn định sức khỏe nhanh sau vài ngày tiêm. Hôm nay, ngày 23 tháng 8, anh chị em DC Thanh Trì đã thực hiện test Covid lần 4 cho kết quả âm tính toàn bộ. Kết quả này có được chính là nhờ vào sự nghiêm túc trong thực hiện các biện pháp phòng dịch của tập thể anh chị em DC Thanh Trì. Hy vọng rằng thành quả này sẽ được giữ mãi cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuần qua, những món quà ý nghĩa của ban lãnh đạo công ty đã được chuyển đến tay anh em thủy thủ theo chương trình gửi lời yêu thương đến lực lượng tuyến đầu. Mỗi phần quà bao gồm mật ong chanh đào, sữa tươi và mì tôm. Những xét quà mang theo sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đến anh em thủy thủ. Mong anh em sẽ luôn vững vàng cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó là những hoạt động nổi bật của người Vinacool trong tuần qua. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!